Quý vị đang theo dõi bản tin nhanh phát sóng lúc 16 giờ hàng ngày trên sóng của Đài tt và tôi là Diễm My. Như chúng tôi đã thông tin, Hội đồng thẩm định cấp nhà nước đã thông qua đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương với 17 trên 17 phiếu tán thành. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thẩm định đề án, Phó Thủ tướng Thương trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng thẩm định yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định, khẩn trương hoàn thiện dự thảo tờ trình và đề án của Chính phủ trình Quốc hội vào tháng 10 năm 2024 trong kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Thời điểm này, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đang có cuộc họp tại di tích Hải Vân Quang để bàn về phối hợp quản lý và cùng khai thác di tích này được khởi công trùng tu từ cuối năm 2021 với tổng vốn đầu tư hơn 42 tỷ đồng. Điểm di tích mới đã hoàn thành và mở cửa đón khách tham quan miễn phí từ đầu tháng 8 năm 2024. Trong hơn một tháng qua, di tích Hải Vân Quang trở thành điểm đến thu hút rất đông người dân và du khách. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua đã có gần 15.000 khách ghé tham quan. Những thông tin về cuộc họp này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình thời sự tiếp theo. Sau bão số 3, vấn đề ngập lụt sạt lở tiếp tục tăng phá cả tỉnh phía Bắc, gây thiệt hại rất lớn về người và cơ sở hạ tầng. Tính đến 10 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2024 đã có 65 người thiệt mạng và 40 người mất tích, 752 người bị thương, 85 tàu thuyền các loại bị chìm. 148.632 hecta lúa bị ngập úng thiệt hại, 26.186 hecta hoa màu bị ngập úng thiệt hại, 11.038 hecta cây ăn quả bị hư hại, 1.577 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng cuộn trôi, 1.111 con gia súc, 680.243 con gia cầm bị chết. Hiện tại địa phương đang tiếp tục ra soát thống kê thiệt hại. Bộ Công an vừa có công điện gửi công an các đơn vị địa phương về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số ba và mưa lũ gây ra. Theo đó, cả đơn vị cần tập trung ưu tiên công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tình mạng, tài sản cho người dân và nhà nước, tổ chức tìm kiếm cứu nạn những người còn mất tích, triển khai các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ xác định danh tính các nạn nhân và tổ chức cứu chữa người bị thương, tiếp tục sơ tán di dời người dân cùng phương tiện tài sản tại cả khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt sạt lở đến nơi an toàn đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm những cá nhân tổ chức đưa tin không chính xác làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống bão mưa lụ. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã phát đi cảnh báo tình trạng fanpage màu danh hội chữ thập đỏ của địa phương này để lừa đảo kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân vùng bão. Cụ thể, các đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh thông tin giống cả trang truyền thống để kêu gọi những người hảo tâm quyên góp chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Qua tìm hiểu được biết, fanpage vừa được lập một ngày trước mới chỉ có 4 bài viết đề cập chủ đề ứng phỏ với siêu bảo và mới chỉ có 100 người theo dõi. Trước tình trạng này, Quảng Ninh khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời đề nghị người dân cảnh báo, báo cáo với cả cơ quan chức năng khi phát hiện cả trang fanpage hoặc tài khoản cá nhân có dấu hiệu lừa đảo. Sau hơn 10 giờ đồng hồ di chuyển, đoàn tình nguyện Thừa Thiên Huế sáng nay đã ra điện thành phố Hải Phòng. Sau khi ổn định lực lượng, đoàn đã ngay lập tức bắt tay vào cùng người dân địa phương dọn dẹp di dời cây cối ngã đổ và khuôn viên của trường học tại thành phố Hải Phòng. Đoàn dự kiến hỗ trợ khắc phục thiên tai tại thành phố Hải Phòng từ 3 cho đến 5 ngày, sau đó tiếp tục điều phối lực lượng, kêu gọi thêm cả hỗ trợ về nhân lực vật lực để tiếp tục hỗ trợ cả địa phương khác. Với tinh thần hết việc mới về, đoàn 16 công nhân trung tâm công viên cây xanh Huế ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội đã phối hợp với công ty cây xanh Hà Nội xử lý cây xanh gãy đổ nguy hiểm ảnh hưởng đến nhà dân và cả công trình giải tỏa ách tắc giao thông đảm bảo lưu thông cả tuyến đường trung tâm thành phố Hà Nội. Trước tình hình cơn bão số 3 gây nhiều thiệt hại và có thể gây ảnh hưởng đến tình hình thị trường trong nước, Bộ Công Thương yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường giảm sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm cả hành vi vi phạm, kiên quyết không để tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt là lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trong thời gian sau bão. Ngoài ra, Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục Quản lý Thị trường, Cục Quản lý Thị trường địa phương phối hợp với cơ quan truyền thông thông tin công khai về nguyên nhân, hình thức xử lý đối với các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng thiên tai hoặc diễn biến bất thường khác để thu lời bất chính. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Phủ Lộc tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tết trung thu năm 2024 tại cả cơ sở dịch vụ ăn uống và cơ sở kinh doanh thực phẩm nằm trên địa bàn của thị trấn Phủ Lộc và xã Lộc An. Quá trình kiểm tra cho thấy vẫn còn một số sản phẩm xuất xứ nước ngoài nhưng không có tem nhãn phù bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó, một số sản phẩm truyền thống có bao bì nhãn mác chưa đảm bảo theo đúng quy định. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành duy trì cả hoạt động đến ngày 16 tháng 9. Bản tin nhanh năm phủ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!